Các bạn, mình đang ở biên giới của Alabama và Mississippi. Alabama là cái tiểu bang thứ 22 của nước Mỹ được thành lập tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, và nó là bự, đứng số 30 trên những tiểu bang của nước Mỹ. Và ở đây là cũng là có nhiều cái, vẫn còn có nhiều cái đầm lầy, nhưng mà nó không còn chạy dọc theo cái dòng sông Mississippi River nữa, mà nó có những con sông khác. Và hướng bên miền đông của Alabama là ráp danh với Georgia, hướng bên miền tây là ráp danh với lại Mississippi, và ở trên hướng bắc là ráp danh với lại Tennessee, và hướng nam là đi ra vịnh New Mexico, xuống cái vịnh Mexico. Và ở đây á, là nó còn có cái tên riêng của nó nữa là Yellowhammer State, là cái con chim Yellowhammer, nó có cái biệt danh của nó. Và ở đây á, cũng có những cái trường học cho phụ nữ đầu, không phải là đầu tiên, bên Mississippi mới là trường học cho phụ nữ đầu tiên. Bên đây thì nối tiếp theo là có những cái trường học cho người phụ nữ. Và bên đây á, bên Tennessee và New Orleans có cái ngọn núi cao nhất, chỉ có 450 feet. Bên Mississippi có cái ngọn núi cao nhất là 805 feet, nhưng mà ở bên Alabama này được có một cái ngọn núi cao nhất là tới 2450 feet. Tức là bên đây là đã có cái địa chất nó khác hơn một chút so với New Orleans và Mississippi rồi. Mà cái tiểu bang Alabama nó khác hơn được một chút với lại so ở bên hai tiểu bang kia. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp kế vô trong những cái địa danh khác của Alabama, thì mình sẽ quay thêm những cái video khác nữa.